Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Gương sáng người cao tuổi của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, Điện Biên đón đợt rét đậm rét hại nhất từ đầu mùa đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều biện pháp phòng chống rét và ngăn ngừa các bệnh trong mùa đông như khớp, các bệnh về đường hô hấp, vân vân. Đóng các cửa sổ, mặc áo ấm, có chế độ ăn uống phù hợp là cách mà ông Quảng Văn Ánh ở bản Mền, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên làm để giữ ấm và duy trì sức khỏe ổn định trong những ngày rét đậm rét hại. Ông chia sẻ, vào mùa đông ông thường bị đau khớp, khó thở, do vậy việc giữ ấm cho cơ thể rất quan trọng. Trong những ngày này, hạn chế ra khỏi nhà. Thời gian ở nhà chủ yếu là phụ giúp các con bán hàng. Do chủ động bảo vệ sức khỏe nên từ đầu mùa đông đến nay, cơ thể ông luôn khỏe mạnh. Gia đình mùa đông thế này, các ông, các bà già rồi thì chúng ta phải mặc quần áo ướm này, đấy, quàng khăn này, rồi đi giày vào, đi dép vào, đấy, cho nó ướm. Rồi là thứ hai nữa là nhà cửa chúng ta phải đóng cửa, cửa sổ này, cửa kín này, nó khép lại không, nó khỏi phải gió vào người, khỏi phải mắc bệnh, nó bảo làm sức khỏe của mình. Rồi sáng sớm còn phải tập thể dục nữa cơ, ăn phải ăn chín uống sôi, người già rồi thì không được ăn chất tươi đâu. Cũng giống ông Ánh, trong những ngày gần đây, ông Lò Văn Nội, cũng ở bản Mền, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, đã chủ động phòng chống rét cho bản thân. Được biết, những năm trước do thói quen đi chăn trâu bò trong những ngày giá rét, không mặc đủ ấm nên sức khỏe của ông giảm sút rõ rệt. Đặc biệt là thường xuyên đau khớp và bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính cũng chuyển biến nặng. Nhận thức được phải bảo vệ sức khỏe của bản thân, nên ngay từ đầu mùa đông năm nay, khi nhiệt độ xuống thấp, ông đã hạn chế ra ngoài và chỉ ra ngoài vào buổi sáng khi thật sự cần thiết. Mùa đông, mùa rét thế này thì chúng tôi ít khi ra ngoài đường, tức là hôm nào lạnh thì phải ở trong nhà sưởi ấm. Mà thường thường là người già này hay bị đau họng, đau xương khớp, ít khi không có việc cần thiết thì chúng tôi không ra ngoài đường cái để nó trúng gió thì nó hay bị bệnh. Bên cạnh việc giữ ấm cơ thể và có chế độ ăn uống hợp lý, nhiều người cao tuổi chọn cho mình biện pháp để giữ gìn sức khỏe trong mùa đông là duy trì chế độ tập luyện thể dục nhẹ nhàng, đều đặn như đi bộ hoặc tập thể dục mỗi ngày khoảng 20 phút. Trong đó, những ngày nhiệt độ xuống thấp, nhiều cụ giữ thói quen tập các bài dưỡng sinh nhẹ nhàng trong nhà phù hợp với sức khỏe. Việc tập thể dục thường xuyên đã giúp người cao tuổi giữ được khối lượng cơ thể, khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái, tăng cường hoạt động hệ tim mạch, hô hấp, giảm đường huyết cũng như mỡ máu. Mùa đông lạnh thế này thì là hôm nào mà nắng ấm thì là tôi đi tập thể dục thể thao, đi ngoài ra công viên nông bua này tôi tập từ khoảng tập các cái máy vận động ở đây, xong rồi đi bộ khoảng độ tiếng hơn tiếng thì tôi nghỉ. Về tắm giặt rồi là nghỉ ngơi ăn cơm. Tập này thì nói chung là sức khỏe tôi thì tốt và đảm bảo được sức khỏe. Các cái bệnh nền thì cũng giữ được, không thấy phát triển. Coi như là cũng tạm ổn định. Việc chủ động phòng chống rét trong mùa đông đối với người cao tuổi là rất cần thiết. Trong thời gian tới, khi thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đợt không khí lạnh tăng cường, người cao tuổi cần giữ ấm cơ thể và các khớp gối, khớp cổ chân, cổ tay, bàn tay. Ăn uống chế độ dinh dưỡng phù hợp và giàu chất đạm, chất béo giúp cơ thể sinh năng lượng chống rét. Tuyệt đối người cao tuổi không uống rượu bia, hút thuốc lá, thuốc lào để làm ấm cơ thể vì sẽ gây giãn mạch khi tiếp xúc với trời lạnh rất nguy hiểm. Khi có dấu hiệu bệnh cần đến các cơ sở y tế khám để được tư vấn và chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Chuyên mục Gương sáng người cao tuổi tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.